82 trận tiếp Liverpool, Man United tổ chức phản công nhanh với Marcus Rashford và Edinson Cavani. Cavani đã chủ động di chuyển để chọn được vị trí thuận lợi để chờ đường truyền từ Rashford. Tuy nhiên, số 10 của MU lại quyết định đột phá. Hai trung vệ bất đắc dĩ của Liverpool là Fabinho và Henderson đã theo sát Rashford, khiến cầu thủ người Anh đưa bóng ra sát biên mà không thể phối hợp với đồng đội phía trong. Ở vị trí không bị ai theo kèm, Cavani tỏ thái độ bực tức với pha thi đấu cá nhân của Rashford. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Bóng đá đương nhiên rồi là một môn thể thao đề cao tinh thần tập thể. Trong lịch sử hào hùng của môn thể thao vua, chúng ta đã không ít lần được chứng kiến những bàn thắng phối hợp đồng đội vô cùng đẹp mắt. Nhưng như thể tạo ra sự cân bằng thì cũng đã không ít lần các khán giả cảm thấy cây hộ cầu thủ với những tình huống xử lý vô cùng cá nhân đến độ ích kỷ, để rồi tất cả phải trôi qua trong tiếc nuối. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại hai thái cực đẹp xấu đó trong bóng đá qua những màn phối hợp đồng đội vô cùng đẹp mắt, cũng như các tình huống quá lạm dụng sự ích kỷ của cá nhân nhé. Trong lần hiếm hoi có một trận đấu gọi là Healthy and Balanced trong suốt 90 phút kể từ khi khoác áo Real Madrid, Eden Hazard đã lập tức tạo dấu ấn với đường dọn cổ không thể nào ngon hơn, giúp cho đội trưởng Sergio Ramos có được bàn thắng dễ dàng bậc nhất trong sự nghiệp. Nhưng mà số trận mà Hazard ú thể hiện xuất sắc như thế này trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, khi mà cân nặng cùng chấn thương nó vẫn cứ tăng và đeo bám dai dẳng người hùng Chelsea một thời. Đối với một tiền đạo đã chạm đến độ tuổi không còn sung sức như Edinson Cavani, việc anh có thể làm tốt nhất đó chính là tận dụng mọi khoảng trống của hàng thủ đối phương và kết liễu bằng kinh nghiệm già dơ của mình. Ấy thế mà trong một tình huống như thế này, dù đã phải chạy hút hậu vệ đến sấp cả mặt mà thằng em Marcus Rashford nó lại quyết định ứ truyền cho mình, xong kết quả là bị đối thủ cướp luôn trái bóng. Nghĩ thôi đã thấy tức cái lồng ngực rồi Cavani nhỉ. Nhắc đến Cavani và Manchester United, có lẽ với một người là nhân vật chính trong cuộc tranh chấp đá quả penalty nổi tiếng với Neymar khi còn ở Paris Saint-Germain, chắc hẳn El Matador sẽ không thể ngờ được mình sẽ được trực tiếp chứng kiến cảnh nhường đá phạt đền mà Bruno Fernandes dành cho Marcus Rashford. Đấy, đồng đội với nhau nó phải thế, 10 điểm tối đa dành cho thần gánh tim Bruno Fernandes. Đối với người chơi hệ mộc độn như Raheem Sterling thì có lẽ phải là những tình huống gôn trống như thế này thì siêu tiền đạo người Anh mới có thể ghi bàn được mất. Này cơ mà vui gì thì vui, chứ ông lại vừa tranh bàn thắng của Sergio Aguero một cách trắng trợn rồi đó nha. Nhìn xem Nkun có giỏi không cơ chứ lại. Lý do giúp Liverpool chỉ mất 2 năm là có thể đứng trên đỉnh cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League ư? Đương nhiên là đến từ sự hủy diệt của bộ ba tấn công Salah, Mane, Firmino rồi.
không chỉ thể hiện phong độ xuất sắc mà cả ba cái tên kể trên còn cho thấy họ sinh ra để dành cho nhau, khi càng chơi lại càng phối hợp vô cùng ăn ý. Ấy thế mà lại còn đồng đội như thế này, khi Salah quyết định nhường quyền đá 11m cho Firmino thì em nói với các bác là còn hàng thủ nào chịu nổi. Bạn có biết vì sao Sergio Ramos, dù cho nhận không ít chỉ trích vì lối đá có phần thô bạo quá mức cần thiết của mình, nhưng vẫn luôn sở hữu lượng fan hùng hậu hay không? Câu trả lời đó là vì tứ ca của chúng ta luôn làm tất cả vì đội bóng, và anh luôn là một người đội trưởng vô cùng mẫu mực ở trên sân. Biết Morata đang trong một giai đoạn trầm cảm vì phong độ ghi bàn không tốt, Ramos liền trao cho anh quyền đá penalty của mình để giúp người đàn em có thể giải tỏa tâm lý đang đè nặng. Và không phụ lòng người Anh, Morata đã có một cú đá phạt đền vô cùng chính xác để có cho mình bàn thắng cùng với sự tự tin vốn có. Đây chắc chắn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của chàng lãng tử thành Madrid, Guti Hernandez. Ở trong một tư thế cực kỳ thuận lợi và trước mắt chỉ còn là thủ môn đối phương, nhưng nhạc trưởng một thời của Real Madrid vẫn quyết định tung cú giật gót vô cùng đẳng cấp lại đằng sau cho Karim Benzema. Và không thể bỏ lỡ một món quà ý nghĩa như thế này, tiền đạo người Pháp liền tung cú dứt điểm sắc lẹm ngay lập tức để có cho riêng mình bàn thắng dễ như ăn kẹo. Nãy giờ chúng ta đã được chứng kiến nhiều pha bóng đề cao tinh thần đồng đội rồi. Bây giờ em mời các bác chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại khoảnh khắc đỉnh cao của sự cá nhân. Mà có lẽ tình huống này nó đã trở thành huyền thoại luôn rồi. Nhận bóng từ đường chọc khe chính xác của đồng đội, ông thần Balotelli trong tư thế đối mặt với thủ môn đã có quyết định phải gọi là vô cùng ấu trĩ khi dứt điểm theo kiểu quay người đánh góp cho nó nghệ sĩ. Và đương nhiên rồi, trái bóng thì lăn thẳng ra bên ngoài cầu môn, còn chú ngựa trứng mang số 45 cũng được huấn luyện viên Mancini hộ tống luôn lên băng ghế dự bị ngay lập tức. Anh em nhớ kỹ nhé, trước khi đá pen mà nghệ sĩ Neymar của chúng ta nở một nụ cười tươi như hoa hậu như thế này thì tức là ông nhỏ ấy lại chuẩn bị dơ mấy kỹ năng bất bình thường. Đấy, anh sút 11m thì anh sút và ghi bàn luôn đi, lại còn chơi trò chuyền bóng để lấy kiến tạo. Chắc anh chàng thủ môn bên phía đội bạn cũng chỉ biết cây thôi chứ tầm này còn làm gì được với chúa lầy Neymar nữa bây giờ. Còn gì cái hương việc mình phải trầy da tróc vẫy, vượt qua không biết bao nhiêu chướng ngại vật để có thể đưa bóng đến ngay sát khung thành như thế này, thì bị thằng bạn ngồi mát ăn bát vàng thò mỗi cái chân ra, cái thế là có được bàn thắng. Ăn mừng thì vẫn mừng cùng nhau đấy, nhưng chắc thanh niên số 7 nhỏ nồi này đang ôm một bụng hờn dỗi cho xem, nghĩ nó cay. Oh,
Vừa rồi là những pha bóng khá vui nhộn về tinh thần đồng đội cũng như cá nhân có phần ích kỷ trong bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.